Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây sam núi nha. Cây này thì chưa biết bông trái luôn. Cây hai thân chung cốt, phong thiên nhiên, bán thành phẩm nha. Rồi cây này có cái tại vì cây mà chưa biết bông trái là chưa có ghi trên này. Nếu mà có trái hay có bông là sẽ ghi trên này. Nhưng mà cây này thì chưa biết bông trái nha. Rồi cây này có hòn gốc 15 nha. Hòn gốc 15. Rồi cái hòn thân bên này đo được là 13. Cây cao lên đến ngọn là 24. Đang nằm cái chậu lọt lòng là 26 nha. Chậu tàu lọt lòng 26. Chậu tàu cao 12 cm. Rồi cây này nhà vườn xin giao lưu cả chậu luôn nha. 1,4 triệu bao ship. Cây này chân đế ok luôn nè. Đế trải ok luôn. Mã số 41 nha. 1,4 triệu bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. 1,4 triệu bao ship nha. Cho cây sam núi này luôn. Đó nha, mình xem nè. Đó, mình có thể so sánh nha. 1,4 triệu bao ship nha. Cho cây sam núi này luôn. Cây này thì chưa biết bông trái nha mà. 1,4 triệu bao ship cả chậu luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.